Thưa quý vị, thời gian qua, tình trạng buôn bán vận chuyển bò qua khu vực biên giới có nhiều diễn biến phức tạp, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh nguy hiểm ở động vật và mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến nền chăn nuôi trong nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản yêu cầu các tỉnh trong cả nước tăng cường công tác quản lý vận chuyển bò qua biên giới. Sau đây là ghi nhận tại một số cửa khẩu quốc tế tại khu vực miền Trung. Tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình, số lượng châu bò nhập khẩu về nội địa mỗi ngày bình quân từ 100 đến 200 con. Trạm kiểm dịch động vật cửa khẩu Cha Lo đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vận chuyển mua bán châu bò nhập khẩu, các quy trình kiểm dịch cũng được thắt chặt. Từ đầu năm đến nay, tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã có trên 98.000 con châu bò được nhập về Việt Nam. Còn tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị cũng có hơn 31.000 con châu bò được nhập về. Chúng tôi kiểm tra tiêu độc phương tiện vận chuyển, kiểm tra niêm phong kẹp chì, theo dõi lâm sàng số lượng chủng loại đối chiếu với giấy chứng nhận kiểm dịch. Ngoài nhập khẩu châu bò theo đường chính ngạch, một số đối tượng vẫn dùng nhiều thủ đoạn để vận chuyển châu bò nhập lậu bằng những đường mòn lối mở trên tuyến biên giới. Chúng tôi đã tổ chức lực lượng chốt chặn trên cả cái đường mòn lối mở và tổ chức các lực lượng là khác để tuần tra kiểm soát trên tuyến biên giới, và những lô hàng nào đầy đủ thủ tục thì chúng tôi mới cho xuất đi, còn không thì chúng tôi sẽ phối hợp các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Cục thú y cũng đã có các đoàn công tác để đến các địa phương để kiểm tra, rà soát lại các nội dung liên quan đến cái quy trình về nhập khẩu cũng như là vận chuyển châu bò ra khỏi địa bàn cấp tỉnh. Tình trạng nhập lậu châu bò ở khu vực miền Trung vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Các lực lượng chức năng đang tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch, kịp thời phát hiện các trường hợp tiếp tay cho các thương lái hợp thức hóa châu bò nhập lậu, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giám sát dịch bệnh động vật, sử dụng chất cấm trên châu bò nhập khẩu và nghi nhập lậu trái phép. Thưa quý vị, nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2022-2023 khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, ngành thủy lợi sẽ chủ động dự báo từ sớm, phục vụ công tác điều hành và bảo đảm phục vụ sản xuất nông nghiệp. Dự kiến thời gian lấy nước đổ ải phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2022-2023 từ ngày 4 tháng 1. Theo kế hoạch, đến ngày 27 tháng 1 sẽ hoàn thành khoảng 70% diện tích đổ ải. Phần đấu đến ngày 10 tháng 2 năm 2023, toàn bộ diện tích đều có nước để gieo cấy vụ xuân trong khung thời vụ tốt nhất và có thể tiết kiệm hàng tỷ mét khối nước. Là lần đầu tiên sau rất nhiều năm chúng ta lấy nước hai đợt, không lấy đợt ba nữa. Thì như vậy phối hợp rất chặt chẽ. Tổng cục thủy lợi phải chỉ đạo rất sát các địa phương. Mà nếu chúng ta lấy nước hai đợt, thì năm nay chúng ta lại tiết kiệm hàng tỷ mét khối nước. Ít nhất là 2 tỷ mét khối nước. Bên cạnh đó, ngành thủy lợi cũng yêu cầu các đơn vị khai thác công trình thủy lợi theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng thủy văn để tổ chức thực hiện tốt việc lấy nước đổ ải, đồng thời ra soát và chủ động dự báo từ sớm từ xa về tình hình nguồn nước, đặc biệt là tình hình mưa lũ, hạn hán, mặn xâm nhập để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Mới đây, đồn biên phòng Ròn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình vừa phối hợp với các tàu cá địa phương ứng cứu kịp thời 8 thuyền viên trên một tàu cá gặp nạn khi đang đánh bắt trên biển. Khoảng 9 giờ ngày 30 tháng 12, tàu cá do anh Hoàng Văn Trung, trú tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, cùng 7 thuyền viên đang neo trú gió cách bờ khoảng 10 hải lý thì bị phá nước, có nguy cơ bị chìm tàu. Nhận được thông tin, đồn biên phòng Ròn nhanh chóng rà soát trên hệ thống, đồng thời lên máy ICOM điện đàm kêu gọi các tàu xung quanh hỗ trợ ứng cứu. Nhiều tàu cá đã tìm cách tiếp cận nhưng do sóng to, nước tràn vào nhiều. Đến 10 giờ 50, tàu đã bị chìm hoàn toàn. Rất may các thuyền viên trên tàu gặp nạn đã được một tàu cá khác ứng cứu, đưa vào bờ an toàn. Đội biên phòng Ròn đã điều động lực lượng tiếp nhận thăm hỏi và kiểm tra sức khỏe cho các ngư dân.